Em xin chào các bác đang xem trong live nhá. Hôm nay thì em lên giới thiệu các bác nhà mình một giò quế siêu phẩm. Quế của Hòa Bình. Quế của vùng miền Hòa Bình các bác ạ. Với cái bản chất, bản lá rất là to này, cái chất lá rất to. Cụ lá xếp các bác nhá. Nói chung là ngọn nào cũng như ngọn nào luôn. Em chưa thấy những cái giò quế nào mà nó đẹp cỡ như này các bác ạ. Ngọn nào to như ngọn nào các bác ạ. Nó như kiểu là những cái con rồng nó uốn lượn từ trong này ra các bác này. Đấy, ngọn nào cũng rất là to mập đẹp các bác nhé. Dây này thì có chiều cao khoảng tầm 1m7, 1m8. Đó, đây các bác ngắm đi, ngọn đây. Nhìn nó phê lắm các bác ạ. Cái giò quế này nhìn nó đẹp lắm. Em đang cắt lỗ nó đấy, nên là bác nào mình có nhu cầu sưu tầm những cái tác phẩm to này, thực ra mà nói này, cái giò này em sẽ thanh lý các bác thì mình giá nó rất là rẻ. Nhưng mà phải với một điều kiện là thứ nhất là nó hơi sượng tiền vì gió là giò to, nên là cũng là vừa bác nào phải có niềm yêu lan đúng không? Rồi lại còn phải có là điều kiện kinh tế một chút, và cũng phải có là cái không gian rộng một chút, nó kết hợp nhiều thứ thì các bác lấy giò này là rất là đẹp, vì nó là đi tác phẩm đẹp rồi các bác ạ. Ngọn to lắm các bác ạ. Đây, cả một dế nguyên bản luôn đấy các bác ạ. Đây, nó to như vậy các bác nhá. Em đây chia sẻ các bác đây, rất là to, em treo trên móc trên này này. Giò này em bán là 15 triệu. Thực ra là nếu mà gặp những cái nhà vườn khác á, người ta bán giò này có khi hai mấy 30 triệu luôn đấy. Em bán 15 triệu nhưng mà hôm nay em lại đang còn cắt lỗ cơ. Em cắt lỗ 3 triệu, em bán 12 triệu giò này. Đấy, đang cần tiền em cắt lỗ nốt. Nếu bác nào mình có nhu cầu sưu tầm cái tác phẩm to như này nhá, thì các bác liên hệ cho em gái để mua hàng. Em đảm bảo các bác nhà mình là 10 ngọn to như nhau cả 10 các bác ạ. Bản lá to và ngọn rất là to. Đây là một cái dòng quế tháng 8 Hòa Bình. Cái hàng này em cũng là hàng đi sưu tầm, không phải hàng em nuôi ạ. Nhưng mà phải công nhận là nhà cái bác này bác em nuôi quá đẹp. Rồi các bác ơi nhìn để bác nào mình không mua thì mình cũng cứ vào xem cũng được các bác ạ. Vào xem để mình để ngắm những cái tác phẩm đẹp để có động lực nuôi cây đúng không ạ. Nên như cái giò này là bác đấy, nhà bác đấy là bác ấy nuôi, là bác ấy ghép trên một cái thân cây nhãn. Nhà bác có cây nhãn to lắm. Bác treo cái dề đằng sau này, cái đằng sau khúc gỗ này, bác treo trên cây nhãn lại treo cao. Đấy, nó được ăn nắng gần như trực tiếp ấy, nó ăn nắng nhiều. Nên là mới nói là cái cây lúc nào cũng cần phải có nắng thì cây nó mới phát triển tốt và đẹp, mà bản lá của nó mới to được các bác ạ. Cây này rất là đẹp. Đấy, nội dung là đẹp lắm. Em chia sẻ các bác nhà mình giò quế Hòa Bình này với giá bằng 12 triệu. Nếu bác nào trong live mà xem được cái video của em mà có nhu cầu sưu tầm thì các bác gọi điện theo số điện thoại bên em là 0385 050491 để mua hàng các bác nhé, để sở hữu cho mình một cái tác phẩm vừa to vừa đẹp mà lá giá lại rẻ. Nhiều khi có phải lúc nào cũng gặp được những cái giò đẹp như này đâu đúng không? Gọi là hữu duyên, bác nào mà sưu tầm được cái giò này thì liên hệ cho em gái nhé. Giò này thì em xin nhắc lại một lần nữa, giò này em đang cắt lỗ 3 triệu, em đang thanh lý giò này còn 12 triệu, em đi mua vào 15 triệu. Em đi mua vào là 14 triệu 200 nghìn đồng, em bán là 15 triệu đấy. Nhưng mà nói chung là em có quay giò này, em cũng chưa quay giò này bao giờ. Không chứ em quay mà giò to và em cũng đã bán rồi. Còn giò này em nay quay đầu tiên. Thôi thì em cũng sẽ cắt lỗ giò này nha. Em cắt lỗ 3 triệu. Giò này em bán cả nhà mình giò này 12 triệu. Để bác nào có nhu cầu sưu tầm này các bác lấy nha. Một cái tác phẩm rất là to VIP. Đẹp mà để nói là giá nó rất là rẻ. Cái giá mà 12 triệu để cho giò quế này thì em nghĩ là không có gì phải lăn tăn. Đấy, chỉ có chờ một điều là bác nào nhà mình có không gian rộng đẹp một chút. Đó, không gian rộng mà các bác nhà mình muốn sở hữu cái giò to để trấn thủ vườn, các bác lấy ngay giò này về mà chơi. Rồi ạ, để em qua một giò tiếp theo này. Đây thì em lên chia sẻ các bác nhà mình một giò tam bảo sắc. Tam bảo sắc, hàng này thì đang có nụ hoa rất là nhiều. Hàng này thì em ghép từ hai loại ấy các bác ạ. Giò này là ghép là cả tam bảo sắc hoa vàng hay còn gọi là hoàng tam bảo này. Hoàng tam bảo ngồng hoa sẽ đậm hơn một chút. Còn đây là, đây cái ngọn này là của tam bảo sắc Điện Biên này, thì cái ngồng hoa trắng hơn một chút này. Khi nó nở hoa sẽ là hoa trắng tím. Còn hoàng tam bảo này, đây ví dụ như ngọn này lại là hoàng tam bảo này. Em cái ngọn giò này em ghép xen kẽ. Đây, nụ hoa đây ạ. Dòng này nó ra hoa vàng các bác nhé. Hoàng tam bảo hay còn gọi là tam bảo sắc hoa vàng. Đó, đây này, nụ hoa còn rất là nhiều bên trong các bác này. Một giò rất là to, nuôi thuần này 7-8 năm rồi. Đó, những cái giò to như này thì em nói chung là đây là hoa vàng các bác này. Ngọn này là ngọn hoa vàng này. Ngọn này lại là ngọn trắng tím này, nhưng ngọn này sắp tàn hoa rồi, nó nở lâu nó tàn rồi. Đó, nói chung là một cái tác phẩm như thế này. Bác nào hôm nay nhà mình có nhu cầu sưu tầm cái tác phẩm tam bảo sắc, nói chung là giò tác phẩm to, ghép cả hai loại là cả hoa vàng và hoa trắng tím. Giò này có mã số là E21 này. E21 ạ. Đẹp lắm các bác ơi. Giò này em không bán rồi, giá triệu 9, 2 triệu bao giờ cả.
Này em sẽ sell nốt cho các bác nhà mình nhá. Dầu này em lấy cả nhà mình dầu này. Mã số E21 với giá 1.450.000 em thanh lý nốt đấy, thanh lý nốt các bác ạ. Dầu này các bác nhìn thấy thực tế bên ngoài nó sẽ rất là to. Nó to lắm các bác ạ. Lấy về trấn thủ vườn làm tác phẩm các bác nhé. 1.450.000. Em xin mời cả nhà mình, kính chúc các bác xem live, có buổi xem live vui vẻ. Bác nào sưu tầm được giò này thì mình liên hệ theo số điện thoại bên em để mua hàng nhé. Đây này còn một giò nhạn VIP để em lên luôn cho các bác nhà mình xem luôn này. Chả mấy khi có cơ hội quay những giò to như này. Đây, ui giời, hoa thơm thế nhỉ. Ui giời, cái giò này phải nói vô cùng đẹp các bác nhá. Đây để em quay sáng các bác dễ nhìn. Hoa nó vàng lắm nhưng chả hiểu sao cứ nhìn qua cái điện thoại nó màu nó cứ kiểu gì. Cái cam của em cứ nhìn qua cái điện thoại nó ra cái màu gì ấy. Ở ngoài cây nụ hoa rất là vàng. Cái cây vừa nãy bông vừa rồi màu xanh cốm, những cái cây trước cái màu xanh cốm mình vào hoa, vào quay điện thoại, qua điện thoại nó ra cái màu vàng úa. Còn cái màu này ở ngoài màu vàng rất là tươi, rất là đẹp, để quay ở đây nó ra cái màu bật bật trắng trắng. Không hiểu kiểu gì. Nói chung là một cái tác phẩm đây các bác này, một giò nhạn rất là đẹp nhá. Đó, một giò nhạn siêu đẹp các bác ạ. Hoàng nhạn tháng 4 hàng rừng Buôn Đôn đấy các bác này. Nhà mình làm cái tác phẩm này cho em toàn bản lá mít ấy. Nhìn cây nó như kiểu cây bún nở các bác. Lá nó to, nó ngắn, nó rụt rịt này. Nhìn cây như kiểu cây hoàng nhạn bún nở này. Lá này từ trong này mà ra này. Gốc nó từ đây này, nó là hàng một rễ. Gốc từ đây nó xòe ra các hướng này. Mẹ để được 2-3 con đây, một cây con này. Đây hai này, bên này cũng được cây con nữa này. Đấy, nói chung là nó rất là đẹp các bác nhé. Toàn là bản lá mít to thôi cả nhà mình ạ. Toàn là lá mít to luôn. Đấy, đang đi nụ hoa này các bác thấy không? Bông này xanh cốm mà đứt rồi này. Nó có nhiều mặt hoa lắm. Cái nhạn 4N nhà em có 2-3 mặt hoa đấy. Cả hoa, em xin lỗi hoàng nhạn tháng 4 hàng Buôn Đôn này. Cái bông này bông xanh cốm chắc này. Có bông vàng, có bông xanh cốm. Nói chung là nó là cái dòng của Buôn Đôn, nó có hai màu hoa. Cả một cái tác phẩm to này các bác nha. Hàng nguyên một dề đấy cả nhà mình ạ. To lắm các bác ạ. Đây này. Bác nào sưu tầm được cái tác phẩm này nhá, em chia sẻ các bác nhà mình. Giò này có mã số bao nhiêu nhỉ? Thôi giò này thì em lấy các bác nhà mình giò này với giá bằng 3.800.000 nhá. Rất là đẹp các bác ạ. Toàn cây lá mít này. Cây này nó lá gần thậm chí gần ngang 4N luôn đấy. Cây này này. Cây này cũng thế này. Được mấy cây lá mít to. Mẹ để con đấy các bác. Nó là hàng một rề mẹ để con nhá. Đó, tác phẩm siêu đẹp. Bác nào mà sưu tầm được thì mình liên hệ theo số điện thoại bên em là 0385050491 để mua hàng. Em xin cảm ơn các bác. Đây ạ. Rồi bây giờ em xin phép cất giò này lên nhé. Giò này nuôi thuần phải tầm hơn chục năm rồi đấy. Nó toàn ngọn to thôi ạ. Mẹ để con rất là nhiều.